Làm sao để lựa chọn được cái thế mạnh của mình, thì lúc đó anh có đọc hai cuốn sách, một cuốn là À, không biết là anh Thiện có thể chia sẻ một cái cuốn sách hoặc là khóa học hoặc là một cái nguồn tài liệu nào đó mà anh cảm thấy là đã có tầm quan trọng rất là lớn lên cái sự phát triển nghề nghiệp của anh. như này anh cũng có chia sẻ. Đầu tiên đó là liên quan về câu chuyện đó là làm sao để lựa chọn được cái thế mạnh của mình, biết là mình phù hợp với lại cái gì. Thì lúc đó anh có đọc hai cuốn sách, một cuốn đó là Dù Của Bạn Màu Gì. Cái cuốn này thì nó khá đơn giản nha, nó không phải là quá gì phức tạp đâu. Nó có cuốn thứ hai, cuốn này thì nó lại chuyên sâu một xíu nhưng nó sẽ giúp cho mình có một cái framework để mình chấm điểm về cái sức mạnh của mình, gọi là Strength Finder. Thì mình có thể tìm đọc mấy cái cuốn sách bảy cái bút này trên mạng, nhưng nó cũng khá là nhiều. Còn nếu mà về mặt chuyên ngành thì anh sẽ thấy có một số cái nó giúp cho anh củng cố được cái background á, mà cũng khá là dễ đọc nha. Thì ví dụ như về statistics cũng khá quan trọng, thì anh có đọc cuốn Naked Statistics, nó giải thích rất trực quan, rất là dễ hiểu. Còn những bạn nếu như muốn làm chuyên về như là về data engineer, gọi là chuyên sâu hơn nữa, có một cuốn anh thấy khá là hay là Designing Data Intensive Application, cuốn nó xuất bản bởi O'Reilly. Thì cuốn này nó nói chuyên sâu về gọi là data structure, nó được xử lý như thế nào ở phía bên dưới, rất là về nền tảng nha, và cũng highly recommend. Nhưng mà cuốn này thì nó khá là dài, thì mình có thể là mình tìm hiểu vào trong đúng cái phần mình mong muốn. Có cuốn đấy cũng tạm tạm thì anh xếp sau cuốn đó là cuốn Fundamental của Data Engineering. Thì nếu như bạn nào làm về Data Engineering, thậm chí là bạn đã từng có kinh nghiệm rồi, anh nghĩ là nếu đọc cuốn này cũng sẽ thấy nó giúp cho nó strengthen cái belief của mình đó, và là cái kinh nghiệm của mình, cũng biết là trên thế giới nó sẽ làm như thế nào. À, nhưng mà anh cũng có đọc một cuốn anh thấy cũng hay. Cuốn này thì là cuốn của Holistic. À, anh thấy cũng khá là hay và rất là ngắn, rất là dễ để digest. Anh thấy cuốn nó tên là cái gì, Design Data, Warehouse Data Analytics Modeling Guidebook. gì đó. À, đúng rồi, Analytics Guidebook. Dạ. Cũng bạn ebook Tụi đọc cũng em khá là hay. sẽ có một cuốn mới về Self Service Analytics trong công ty. Anh hãy đón xem. Ok. Ok, Dạ, ok. để đọc xem. Dạ. Anh còn cuốn nào nữa không anh? Sơ sơ thì có mấy cuốn đó. Anh thì anh không đọc nhiều sách, anh thì anh hay subscribe vô mấy cái newsletter anh đọc nhiều hơn. Bên ML thì anh hay đọc blog của Eugene Yang, là bạn lead ML engineer ở Amazon. Tài liệu mà nó viết rất là comprehensive. Quyển chip thì anh thấy khá nhiều thông tin và cũng dễ để đọc á, và tại vì cách mà bạn nó viết thì cũng hướng đến đại trà nhiều đối tượng á. Còn về bên data engineer thì anh nhớ có một cái newsletter là Data Engineer Weekly Update. À, không nhớ tên của domain nó lắm, nhưng mà nó đại khái là nó sẽ tổng hợp lại là hàng tuần cộng đồng data engineer mình nên đọc những cái article nào, thì khá là hay. Dạ ok, cool, cảm ơn anh.